xác định kỳ kê khai tờ khai khấu trừ thuế nhập cá nhân tháng quý thì văn bản pháp lý chúng ta sẽ căn cứ vào nghị định 126 là có hiệu lực ngày 5 tháng 12 thì đối với đối tượng kê khai thuế trị ở tăng theo quý là những doanh nghiệp mà có doanh thu năm trước liền kề là bé hơn 50 tỷ đồng bé hơn hoặc bằng tức là bằng 50 tỷ hoặc là dưới 50 tỷ đều là thuộc đối tượng là kê khai theo quý và những doanh nghiệp mà có tổng doanh thu năm trước liền kề là từ 50 tỷ đồng trở lên thì chúng ta sẽ kê khai theo tháng và cái chu kỳ kê khai là ổn định là trong vòng một năm dương lịch và đối tượng về kê khai thuế cá nhân thì chúng ta cũng xác định tương ứng như sau là đối với nghị định 126 quy định rõ ràng là không phát sinh khấu trừ thuế cá nhân thì vẫn phải làm tờ khai 105 là về thu nhập cá nhân là theo tháng hoặc quý và đối với doanh nghiệp là kê khai thuế giá tăng theo tháng thì sẽ khai thuế nhập cá nhân theo tháng doanh nghiệp kê khai thuế giá tăng theo quý thì sẽ kê khai thuế giá tăng theo quý là thuế nhập cá nhân theo quý và doanh nghiệp có hai quyền lựa chọn một là kê khai theo quý mặc định hai là doanh nghiệp sẽ chuyển sang kê khai theo tháng và nên là chúng ta sẽ có hai lựa chọn nếu các bạn là kê khai đối tượng doanh nghiệp mà có dưới 50 tỷ đồng là chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn là khai tháng hoặc quý khi mà chúng ta kê khai về thuế nhập cá nhân và về chi tiết thì chúng ta sẽ tìm hiểu các văn bản pháp lý khác đó là luật quản lý thuế số 38 và nghị định 125 và nghị định 126 thì trong đó có thêm một cái công văn hướng dẫn đó là công văn 5189 hướng dẫn chi tiết về cái nghị định 126 và các văn bản pháp lý liên quan về luật quản lý thuế số 38 thì ở đây chúng ta cũng quy định rõ ràng là đối tượng kê khai tháng quý và thế nhập cá nhân thì chúng ta cũng có lưu ý đó là chúng ta chia làm hai giai đoạn trước cái giai đoạn năm tháng 12 năm 20 thì doanh nghiệp kê khai giá trị tăng theo quý thì khai thu nhập cá nhân theo quý và doanh nghiệp kê khai giá trị tăng theo tháng thì chúng ta xác định cái đối tượng là phát sinh theo nhập cá nhân trong tháng mà nó lớn hơn 50 triệu đồng thì chúng ta khai theo tháng và nếu dưới 50 triệu đồng chúng ta kê khai theo cá nhân thiếu quý và xác định một lần trong năm tài, tài chính thì chúng ta kê khai ổn định chu kỳ cho cả năm và giai đoạn từ năm tháng 12 năm 20 thì căn cứ nghị định 126 chúng ta đã trên nó có là không phát sinh theo cá nhân thì chúng ta cũng vẫn phải kê khai còn giai đoạn trước ngày năm tháng 12 trước là trước cái nghị định 126 ra đời thì không phát sinh theo cá nhân thì chúng ta cũng không cần phải kê khai tức là phát sinh thế nhập nhân phải nộp trong kỳ thì mới kê khai còn đối với nghị định là 126 ra đời thì chúng ta là áp dụng thì là cứ chỉ trả lương một đồng chúng ta cũng phải kê khai thêm nhập nhân và căn cứ vào cái thời hạn và căn cứ vào cái kê khai thế giới tăng của doanh nghiệp là nếu doanh nghiệp kê khai dễ tăng theo tháng thì khai thế nhập nhân theo tháng và doanh nghiệp kê khai thế địa tăng theo quý thì chọn một trong hai đó là khai tháng hoặc hai quý và chúng ta cũng được xác định là ở kỳ đầu tiên có nghĩa vụ khai thuế và ổn định trong năm dương lịch thì đó là các văn bản, bản pháp lý liên quan đến cái tờ khai theo nhân tháng quý mà chúng ta cần lưu ý